Thấy chưa con? Dạ, thấy rồi thầy. Tưởng có đau đến nỗi mà cứ lây hoài không thấy. Rồi đây, bài 4, liên hệ giữa phép chia và phép khai phương nha. Khai phương tức là mình lấy căn bậc khai ra được nha con. Dạ. Rồi đây, định lý nè. Với số A không âm và số B dương, ta có căn bậc 2 của A chia B là bằng căn A chia căn B. Hiểu chưa nè? Đó, đó Dạ. là trong phép chia đó. Chứng minh này, A lớn bằng 0 và B lớn hơn 0. Tại sao mà B nó không lớn bằng 0 mà với A lớn bằng 0 mà B lớn hơn 0 con? Con biết rồi. À, tại vì B nó ở mẫu vậy con, cái mẫu bằng không được không? Dạ không. À không, cho nên nó phải lớn không? Hiểu Dạ. chưa? Dạ. À, nên căn A căn B và căn A chia cho căn B nó xác định và nó không âm luôn ha. Như vậy ta có nè, căn A chia cho căn B tất cả bình phương là bằng căn A bình phương chia cho căn B bình phương. Mà căn A bình phương là bằng A, căn B bình phương là bằng bằng B. Thấy chưa nè? Vậy thì cái đầu căn của A trên B và tất cả bình phương cũng bằng A trên B. Thấy chưa? Vậy là gì? Căn A phần căn B cũng bằng căn của A trên B. Nhớ con nè. Như một cách tổng quát công thức này luôn nè. Có cách tổng quát nó luôn. À, là căn của A phần B là bằng căn A trên căn B. Được chưa? Rồi, quy tắc khai phương một thương này. Muốn khai phương một thương A trên B, trong đó số A không âm và số B dương. Nhớ rõ dương là lớn hơn không luôn nha. À, không có bằng không nè. Ta có thể lần lượt khai phương số A và số B rồi lấy kết quả thứ nhất chia cho kết quả thứ hai. Đây áp dụng nè, quy tắc khai phương của một thương tôi tính nè. Căn của 1 9 phần 16, cái này là hỗn số đó nghe con. Mà hỗn số đổi ra phân số ta làm sao à? Lấy cái ở dưới nhân Cái này lấy căn 16 nhân 1 chia 9. đây nè, lấy số lấy mẫu nè, được chưa, Dạ. nhân với số đứng trước nè, à, rồi cộng cho cái tử nè, được chưa con? Dạ. Quên trơn, học lớp 6 xong rồi quên trơn. Rồi thì nó ra căn của 25 phần 16 mình để bằng căn 25 trên cho căn 16. Căn 25 là căn 5 bình bằng 5. Căn 16 là bằng căn 4 bình bằng 4. Đúng chưa con? Đúng rồi. Đây căn của 25 phần 144. Thì tách ra bằng căn 25 phần căn 144. Căn 25 bằng căn 5 bình bằng 5. Căn 144 là bằng căn của 12 bình là bằng 12. Hiểu chưa? Quy tắc chia hai căn bậc 2 này. Đây, muốn chia căn bậc 2 của số A không âm cho căn bậc 2 của số B dương, ta có thể chia số A cho số B rồi khai phương kết quả đó. Đây ví dụ như căn của nè 46.000 4.600 chia căn 46 thì cái căn tử này á, mình cũng không lấy căn được. Mẫu này mình cũng không lấy căn được. Được chưa nào? Như vậy mình sử dụng cái quy tắc là chia hai căn bậc hai, hai cái căn kia này là mình chia chung vào trong cái căn này. Đó căn 46 4.600 chia 46 ra căn của 1. 100 căn 100 là bằng 10 bình là bằng bằng 10 đúng không con? Tương tự như vậy căn của 37,5 chia cho căn của 1,5. Từng cái căn mà lấy căn không được thì mình nhập chung lại mình chia ra. Chia ra bằng căn 25 chính là bằng căn của 5 bình là bằng 5. Hiểu không con?
Đúng rồi. Bài nó đơn giản vậy thôi. Nhớ làm mấy cái bài tập ví dụ có hướng dẫn giải và bài tập trắc nghiệm cho thầy nha. Vâng.